Hello mọi người. Mục tiêu mình là đi tới núi đằng kia. Nãy giờ mình đi được nửa đường. Tổng đoạn đường khoảng 3 cây số. Đường lên dốc bậc thang lại đi đi bên miệng vực á. Cảnh rất là đẹp. Mà phải đi thôi. Đi để có cảnh đẹp để quay cho mọi người xem.
through the sun rays and on and on we'll go through the wastelands through the highways and on. Chia sẻ kênh, like và ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.